Nhiều khi đôi lúc mình nói chuyện thì nó cũng hơi nó bộp chộp. Và thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Và thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời anh ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt sân khấu rồi. Mời em trai. Dạ, đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan cùng với toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình và trực tiếp tại trường quay. Em tên đầy đủ là Trương Minh Hải. Trương Minh Hải. Dạ, năm nay thì cũng 40 tuổi rồi. Hiện tại thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê hương thì ở dưới Sóc Trăng. Như là nhà em gần nhà nó dưới anh Linh. Ở dưới hả? Dạ. Sóc Trăng là ở quận Châu Thành hả? Dạ đúng rồi, em ở ngay gần chỗ bố mặt luôn anh. Ủa vậy đó, sát bên chỗ anh rồi dạ. Hả? Rồi, em Hải lên thành phố làm gì Hải? Dạ em thì cũng lên trên này em mua bán kinh doanh tự do thôi anh. Đặt hàng đồ thủ công, mỹ nghệ, đồ xưa, đồ cổ rồi anh. À vậy đó hả? Rồi Hải nhà ở đâu? Em hiện tại giờ đang sống ở bên quận Bình Tân anh. Em ở với bên đó? Em ở một mình à. Em thuê nhà ở một mình. Dạ đúng rồi. Rồi đó lý lịch của nhà trai, xin mời nhà gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em là Nguyễn Thị Lan Phương, năm nay em 39 tuổi. Em sống tại Thuận An, Bình Dương và em làm việc thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ vâng, công việc của em làm kế toán trưởng của các công ty và đồng thời là em có mở kết hợp với một số bạn của em để mở nhà hàng nữa. Có nhà hàng luôn á hả? Dạ vâng ạ. À, ngon vậy ta, nhà hàng gì đó? Dạ nhà hàng sushi massage, bán đồ ăn Nhật anh ạ. Rồi hợp lý, bữa nào tôi ghé luôn. Mình có mua nhà ở Sài Gòn chưa anh Hải? Dạ không chị, mình có đất ở dưới Sóc Trăng rồi nên thử ra mình không có mua trên này. Bây giờ Hải cho nhà gái biết ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Thì nói chung cái khuyết điểm của em thì nhiều khi đôi lúc mình nói chuyện thì nó cũng hơi nó bộp chộp. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Rồi thỉnh thoảng chửi thề nó anh. Có chữ thầy nữa hả? Dạ có. Hình như là em thấy là đặc trưng của đàn ông miền Tây mà ai cũng sẽ có, ít nhiều thì cũng phải có thôi. Có, ủa chữ thầy cũng là đặc trưng luôn á hả? Dạ đúng rồi. Em hay chửi gì vậy? Dạ thôi thôi, bỏ đi. Rồi, nhà gái sao nè, ưu điểm của sao? Mình là gì nè? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em độc lập kinh tế. Dạ. Thứ hai nữa là em biết yêu thương gia đình. Rồi. Trời, dễ thương quá, nó nhỏ quá. Chào anh Quỳnh Linh. Rồi, xin chào em. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm sao nè? Em độc lập về tài chính. Thứ hai là em biết yêu thương trong gia đình em. Dạ, thứ ba nữa là em là một người rất là năng động và chịu khó học hỏi. Đường tình duyên đó sao rồi? Anh chưa hỏi khuyết điểm. Anh chưa hỏi khuyết điểm. À, chưa hỏi khuyết điểm đó, thì tự nói đi. Khuyết điểm sao? Khuyết điểm của em thì thứ nhất là em hơi nóng tính một chút. Em là một người không khéo che đậy cảm xúc. Là có cảm xúc sao nó lộ ra ngoài hết trơn luôn hả? Là giận ai, ghét ai là biết liền, đang bực bội ai là biết liền luôn. Đường tình duyên của cô chủ quán sao? Thật ra là đường tình duyên của em thì cũng hơi trắc trở. Em thì cũng ly hôn được 16 năm rồi. Cái gì? 16 năm hả? Dạ. Còn chưa? À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. À quên lộ, em ly hôn 6 năm rồi. Làm gì mà người đẹp vậy, ly hôn tới 16 năm dữ à? Xem anh có giật mình không? Giật mình chứ bộ. Em ly hôn 6 năm, con trai em năm nay 17 tuổi rồi. Kết hôn mười mấy năm đó? 17 năm. Kết hôn là 17 năm, sống chung 11 năm. Lâu quá không có người yêu, không biết còn yêu được không? Không có, em có người yêu mà. Em có người yêu mà. Có không? Vâng, mà em chia tay rồi. Vâng, mà em chia tay rồi. Vậy là có. Tức là sau khi chia tay là có người yêu rồi. Sau khi em ly hôn em có người yêu. À, có yêu liền chứ tưởng đâu. Rồi rồi, ở bên đây luôn đi. Ở, dạ xin mời ở bên đây luôn đi. Thôi coi nha, nhà trai mình tôi qua bên kia mình ghé nhà trai cái ạ. Người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dòng mưa dài nắng rồi đó đó. Giao diện bên đây nhìn mặn mòi quá ha. Em đen giống anh Linh đó chị Linh. Em đen giống anh Linh đó chị Linh. Không, đen mặn mà, ngon lành. Anh bao nhiêu mối tình rồi? Năm 2016 mình đã lập gia đình. Dạ. Sống chung với nhau được 5 năm.
Rồi mình cũng mới ly hôn khoảng chừng hơn 2 năm nay. 2 năm nay, dạ. Anh có con chưa? Mình có một bé gái, được năm nay nó được 7 tuổi rồi. Dạ. Ở với ai vậy? Dạ, bé hiện tại giờ đang ở với mẹ anh. Mình họ nói về cái nhu cầu mình muốn có một người bạn gái như thế nào đi. Cái mẫu người bạn gái của em thôi cũng đơn giản lắm, chỉ là mình biết cái quan tâm tới gia đình, cũng biết chia sẻ công việc với nhau, nói chung cùng nhau để xây dựng cái gia đình thôi. Bản thân em những điều em không thích ở phụ nữ thì em cũng không thích với bản thân em luôn. Thứ nhất là ăn nhậu, thứ hai là cờ bạc, thứ ba là ví dụ mà mấy đi linh tinh cái chuyện tình cảm này nọ nó kia thì quán đó là quyền ăn nhậu nha. Bên em mở quán là nhậu ngon lắm á. Không biết hả? Nhưng mà ví dụ như bạn có nhậu chút ít thì cũng không sao, thì mình tỉnh mình trở về đó. Nhưng mà ví dụ như lâu lâu một lần thôi, chứ ví dụ như hàng ngày thì lúc đó mình rõ ràng mình không thích. Thật ra thì điều đó cũng chẳng ai thích. Thế thì còn cô gái của chúng ta có mong muốn gì? Thật ra thì cái tiêu chí của bạn trai của em thì thứ nhất là ưa nhìn, thứ hai đó là cao từ 1m7 trở lên. Chờ chứ. Coi lại coi. Dạ. 1m7. 1m7 hả? Dạ, nặng 70 kg. 1m7 70 kg. Có bụng hơi bự thôi chứ tướng cũng vừa lắm. Không được gia trưởng. Không, bên đó thấy có vẻ hiền lắm. Miền Tây ít có gia trưởng lắm em. Bên đó cũng rất mong một người biết chia sẻ. Thì chắc chắn bên đó cũng phải là một tuyết người chịu chia sẻ. Hai người đều chia sẻ, sẻ chia nhau luôn. Rồi, mình đi với ai vậy em gái? À, dạ em đi với cô của em. Chào nhà gái ạ. Chào nhà gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ, chào nhà gái. Thì đúng như anh Linh với chị Ngọc Lan nói là đậm chất miền Tây à, rất rặt miền Tây à, hiền, gần gũi, ấm áp à. Kiểu như anh Hải giống như là có thể là làm cho chị Phương có niềm vui được, để tạo được niềm vui cho chị Phương được. Tại vì chị Phương cũng đang cần cái sự gì đó, là người đàn ông ấm áp, vui vẻ đó. Tính chị Phương là kiểu như giống như nữ tướng à. Trong công việc á, chị rất là quyết đoán, nhưng mà khi về nhà đó chị có một mình à. Nhưng mà với anh Hải thì như người miền Tây thì người ta lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, rất là dễ tạo niềm vui cho chị. Được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Rồi, anh Hải đi với ai? À, em đi với em. Chào em. Đây là em của anh Hải. Em nên kết nghĩa. Rồi, thấy sao? Thấy nhà gái sao nè? Dạ, thấy đàn gái dễ thương, xinh, hợp với anh Hải. Anh Hải có hay dẫn bồ về nhà không? Dạ không, ảnh lo làm ăn không à. Có ai là kiếm của ảnh hoài không? Dạ không, ảnh thường xuyên là đi uống cà phê với em. Có nợ nần gì ai không? Dạ không. Ảnh có chơi hụi gì không, đánh đề gì không? Cái đó thì còn không biết. Thôi, từ đó rồi đó. Này nó nói thiệt nè, mình cũng hiền rồi cô à. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Đúng nha. Đúng rồi, mở rào. Ráng lên chị Hải. Dạ. Tấn công luôn. Vô. Đứng lên tới. Chào bạn. Hôm nay anh đã xà lên. Có ít quà, cái này anh xin gửi biếu gia đình. Có một số quà nhỏ nhỏ anh cũng để biếu ra tặng em để làm kỷ niệm ha. Đeo mình có rung thì cũng làm từ thôi. Từ bỏ cái khoan, mở ra lại. Để cái bịch xuống đeo đàng hoàng cho nó lịch sự nha. Đeo lại nào, đeo lại đi Hải. Từ thôi, cái gì mà làm gì cũng quấn buộc lâu vô nhanh như vậy. Lâu lâu mà gặp phụ nữ là nó rung vậy đó chị ơi. Rồi, từ từ nào. Để gặp mặt lần đầu tiên thì em cũng có món quà nhỏ gửi tặng anh. Anh cảm ơn. Ở đây thì em cũng có một phần quà nhỏ để em tặng cho anh Quyền Linh. Trời, sao nhỏ nó bự quá vậy. Quà nó bự chứ nhỏ đâu mà nhỏ. Đây, cái này em tặng cho chị Ngọc Lan. Cảm ơn anh. Trời ơi. Gì đây Hải? Dạ. Cái gì đây đẹp vậy? Cái này anh phải đội như nè. Anh đi nắng đi mưa nhiều đội cho bớt đen anh. Anh Linh ơi. Cái gì vậy? Ủa? Đây là món quà của nhà hàng của em. Em gửi được tặng anh ăn thử. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thấy cái nón tôi đội đẹp chưa? Đúng dân miền Tây. Bữa nào nắng quá thì đội. Đội cái này. Còn bữa nào mà đi đám cưới, đám giỗ, đám quải á, mình sợ nó hư nón á thì đội cái này. Còn nếu mà mình vô mình làm đẹp mình đội nón này. Coi như cảm ơn Hải nó tặng hai cái nón luôn được. Lúc nãy là em nói nhỏ quá là nó không biết là quê em ở đâu à. Em sinh ra thì ở Ninh Bình, em lập nghiệp ở Bình Dương. Hiện tại bây giờ công việc của anh là gì? Anh thì anh mua bán giao lưu để mấy cái đồ mỹ nghệ rồi. Là cái này đó hả? Anh tất cả nhiều lắm. Về cái vấn đề mà ăn uống trong gia đình thì nói chung ra thời buổi bây giờ mà
ai rảnh thì người đó làm thôi. Quan điểm của anh về tình yêu là như nào? Anh cũng không hiểu rõ là cái quan điểm của tình cảm nó như thế nào nữa. Nhưng mà cái mà vấn đề anh muốn ở đây là kiếm một người về để cùng nhau chia sẻ xây dựng gia đình thôi. Khi ngồi đối diện với em thì cái cảm nhận của anh về em như nào? Trước mắt thì anh cảm nhận em một cô gái khá xinh đẹp, nhẹ nhàng. Không, thật sự là em không nhẹ nhàng đâu. Thì đó là anh, chứ tại vì cái vấn đề đó anh đâu biết được, tại vì anh mới gặp em có một chút xíu thôi thì anh cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái lẽ là trong công việc thì em không nhẹ nhàng trong công việc. Dạ. Thì một cái toán mà ít nhiều gì nó phải có những cái sự cứng rắn của nó. Dạ. Còn em cảm nhận là thế như con người của anh như thế nào? Thật ra thì anh cũng là một người ưa nhìn. À, còn em thì thật sự là em không thích một người đàn ông là đi lung bông lang bang. Em muốn một người đàn ông là có những cái công việc ổn định hoặc là có những cái mục tiêu công việc là đâu ra đấy để sau này còn gánh vác gia đình nữa. Thực chất cái đặc trưng công việc của anh đó là phải đi. Công việc của anh nó ổn định là tại vì anh cũng sử dụng, anh làm công việc này nó cũng đã 10 năm rồi. Trước kia thì anh học đại học quản trị kinh doanh. Dạ. Đại học kinh tế. Nhưng mà anh bỏ những cái đó để anh theo công việc này thì chắc chắn nó ngoại trừ là công việc thì nó là cái lý tưởng. Dạ. Mà cái lý tưởng thì nó phải đòi hỏi, nó phải đưa cho anh một cuộc sống ổn định thì anh mới theo được cái công việc này. Ừ. Thời gian anh dành cho gia đình là như nào ạ? Thì thí dụ như anh có gia đình thì anh không đi nữa thôi. Dễ mà. Dễ mà. Hợp lý. Ra nói chút xíu về nghề của Hải. Hải rất là nổi tiếng trong cái nghề đồ xưa đó. Khi em đi sưu tầm, em làm việc, em mua bán này kia, nếu em chỉ cần vào, người ta gọi vào trúng mánh đó, trúng một cái đồ cổ nào đó thì thôi, nó cũng mau lên lắm. Tại vì chưa, anh nói chưa có gia đình thôi, chứ có gia đình nghĩ rằng là anh cũng lo cho gia đình dữ lắm á. Thì trong suốt một khoảng thời gian mà anh sống chung với vợ á, là hầu như một cái gì anh cũng phải tự làm, kể cả việc nhà. Thì anh lên đây là mục tiêu muốn tìm một người bạn đời về để cùng chia sẻ với nhau, mình cùng phát triển hơn cái công việc. Hoặc là thí dụ như có con có cái thì mình cùng nhau nuôi dạy con cái nó. Có thể là ở ngoài xã hội em là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mà đối với về với gia đình ấy thì em cũng chỉ là một con mèo thôi, chứ không phải là con hổ nữa. Thì em cũng rất cần một người đàn ông mà có thể làm cái chỗ dựa cho em, có thể làm cho em được vui, có thể làm cho em hết bị stress khi em ra ngoài công việc, thấu hiểu công việc của em, biết chia sẻ với em. Bây giờ là Hải tiến tới đi, nắm tay bạn gái lên nào. Chúng ta cần giao lưu chút xíu về mặt cảm xúc nha các bạn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, thử xem. Rồi, anh cũng cảm ơn em ngày hôm nay đã dành chút thời gian quý báu thì đến đây để là để gặp gỡ. Đến đây thì nó là một cái duyên rồi. Thì còn có nợ hay không thì nó sẽ còn là một quãng đường xa nữa. Thì đó là cái đó là mình hai đứa mình phải tự gây dựng. Ok. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em, cảm ơn gia đình. Rồi, để tay nút bấm cho các bạn. Quyết định hay không là do các bạn, quyền của các bạn đó. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Em có bấm hả? Đến giờ cuối của em bấm. Chị thấy em suy nghĩ khá lâu. Tại vì thật sự là em chưa từng về miền Tây. Em muốn thử một chuyến đúng không? Theo em thì trai miền Tây và đàn ông miền Bắc nó khác nhau chỗ nào? Do em chưa từng yêu trai miền Tây cho nên là em không thể so sánh được cái sự khác biệt đấy. Còn anh cũng chưa từng ai gái yêu gái miền Bắc lần nào nên thử ra anh cũng không biết nó khác chỗ nào. Gái miền nào, trai miền nào cũng đáng yêu và dễ thương nếu như chúng ta yêu nhau. Cũng như hai đứa mình thôi. Đúng đây, bây giờ ai nói dễ thương mà. Không có gì phân biệt cả các bạn. Hãy yêu một lần đi rồi sẽ biết được điều đó. Thì hai bạn nắm tay nhau đi. Cảm xúc nó là từ trái tim của mình nó xuất phát, nó đưa đến bộ não và quyết định đến cái chuyện là đưa tay vào bấm nút bấm đó. Ha? Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Chào em. Mời em nha. Rồi bây giờ mình giới thiệu tên tuổi của mình, nghề nghiệp, công việc của mình đi. Dạ, em tên Lê Văn Việt, sinh năm 1994, quê ở Ninh Thuận và hiện sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa con làm gì Việt? Dạ, con làm nhân viên kinh doanh nhà đất. À, bất động sản nữa hả? Nhà gái giới thiệu với mình. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Con chào chú Đường Linh. Chào con. Dạ, con tên là Bùi Thị Kim Ngân, năm nay con 27 tuổi. Ngân sống ở đâu? Dạ, em sinh sống ở Long An vậy.
Dạ, mình làm việc ở đâu? Dạ em cũng làm việc ở công an luôn. Làm cái gì nè? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Con ở Long An con ở với ai? Dạ con ở, con đi làm xong rồi con về nhà, không ở với mẹ với cha. Mẹ cha rồi nhà có mấy anh chị em? Dạ có hai chị em, chị em. Con là thứ mấy? Dạ con là con cái, con cái lớn. Cái lớn hả? Dạ. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm con là gì? Dạ ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm, biết lắng nghe. Khuyết điểm của con là hay quên, với lại nhút nhát với đám đông. Mình nhát thiệt, thường bên đây giờ bả nhát lắm. Bên đây cũng nhát nữa. Sao đâu, có chị Ngọc Lan ở đây rồi, đừng nhát, không có gì hết. Có mấy người mối tình rồi? Dạ ba. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Có chút xíu vậy nó ba mối tình luôn vậy đó hả? Vậy mà nói nhát là nhát cái gì? Dạ toàn là người ta coi như bày tỏ trước. Rồi mình có chấp nhận không? Dạ có. Tôi nghe ba mối tình tôi phải nhào qua liền. Toàn là được cua không đó hả? Dạ. Đào qua dữ ta. Ba mối tình mối dài nhất là bao lâu con? Được 3-4 tháng. Dài dữ vậy đó hả? Mối ngắn nhất là nhiêu? Dạ 1 tháng. Tình trường quá trời dài. Trường rồi. Quá trời dài luôn vậy đó. Thiên niên kỷ luôn á. Mỗi tháng 2-3 tháng không à. Trời đất ơi, thiệt là tình. Hàng kia đó 3 mối đúng. Trong những cái mối tình đó, cái mối tình nào là sâu nặng nhất? Có nắm tay mối tình nào chưa? Dạ có. Có hung chưa? Có người chưa, người không. Đó, cái người mà hung rồi đó là sâu nặng đó. Mốt ai hỏi nhớ trả lời vậy nghe không? Dạ. Hung nhiều lần không? Hung nhiều lần không? Giờ cũng nhớ. Trời đất ơi trời. Được nhiều không? Không nhớ. Con là sao nè, mấy mối tình rồi? Dạ thôi chú, con thì có một mối tình chính thức thôi. Lâu không? Dạ quen nhau được 8 tháng chú. Cũng khá hơn kia 3 mối mà chưa được 9 tháng đó con. Cái mối này là ai cua ai? Dạ ai cua con. Nhẹ hả? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì tìm hiểu một thời gian thì thấy không hợp lắm nên chia tay. Bạn đó có cái tính gì mà con thấy con không hợp? Dạ tính gia trưởng chị. Vậy là em là không thích gia trưởng? Dạ không chị. Rồi không thích gì nữa? Tính tốn hay chi li quá chị. Cái gì mà ở người đàn ông có thể thuyết phục được em? Em nghĩ cái thuyết phục được em là thứ nhất á, là em muốn là anh đó phải có công việc ổn định là đầu tiên. Ừ. Cái đó là quan trọng nhất. Thích người sao? Cái mẫu người em á, em thích dáng người giống anh ca sĩ của Kiến Huy. Còn tính cách thì giống chú Huyền Linh. Hai cái đó ráp lại cũng được á. Khá lắm á. Sao bên kia có gia trưởng không? Dạ không, nhưng mà có nóng tính. Lúc mà kiểu như test hay gì đó thì có nóng tính thì có quét to tiếng đi. Thì sau đó lại đi xin lỗi. Nói thôi chứ này chắc nó không bực mình đâu. Thiên khô. Nếu mà được con muốn lấy chồng liền không? Dạ nếu mà hợp thì con sẽ tìm hiểu từ 6 tháng tới 1 năm chú. Từ 6 tháng đến 1 năm hả? Dạ. Ba mẹ con hối chưa? Dạ ba mẹ con có hối. Có hối rồi đó hả? Dạ. Chưa hỏi bên đây là mong muốn lấy vợ như thế nào nè, mong muốn có người bạn gái như thế nào. Gái thì cứ bình thường thôi, kiểu như người của gia đình được. Bình thường thôi chứ bất thường cũng được hả? Như không thích cũng như đừng có nhậu nhẹt hay gì đó, thì sợ con gái nhậu. Sợ con gái nhậu hả? Đó mấy cái đó mình phải nói ra. Hôm nay con đi với ai? Dạ đi với mẹ với hai đồng nghiệp. À có mẹ đây hả? Ừ có phụ huynh nè, hỏi có phụ huynh có lo lắng không? Con một vậy hả? Mình thôi thấy cô bên đây sao? Dạ con chào bác. Ừ, thấy ngoan chưa? Chị thấy cô này dễ thương không, hiền không, có hợp với con chị không? Đây để xúc Ngọc động, Lan xúc xuống. Xúc động, xúc động quá. Dạ tại mẹ con mới bệnh xong. À mẹ mới bệnh xong hả? Sức khỏe cô làm sao? Thôi bữa nay con mình nó lên đây nó gặp bạn gái rồi. Biết đâu nó duyên cái nợ. Nó về chung nhà cho mẹ đỡ lo ha. Sao chịu không? Chị chịu dâu tương lai này không? Em thấy bé mình dễ thương. Rồi thôi được rồi, chị rất là xúc động rồi hả? Chứng tỏ là mẹ lo cho em rất nhiều. Ừ. Mẹ rất là lo cho chuyện tương lai, chuyện gia đình của em. Mẹ hay khóc vậy không con? Dạ có. Thì mẹ lo cho con đó. Hôm nay mẹ thấy con mà được cô đây đồng ý là mẹ vui lắm đó nha. Nhà trai ngoài mẹ thì còn đi với ai nữa không? Dạ đồng nghiệp, coi như trưởng phòng. Rồi đâu đại diện cho dạ. Trai coi. Chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Em là Ly, năm nay 30 tuổi. Mình làm cùng với lại Việt. Việt thì ở trong công ty thì trong cuộc sống rất là hiền và rất là nhát. Nên là khi mà vào bất động sản thì bây giờ là còn dạng dĩ để tham gia chương trình á. Thì chị thấy bé bên này rất là hiền, rất là dễ thương. Việt thì có hay tâm sự là
bây giờ em mà có bạn gái là em rất là cưng, nên việc rất là thiệt thà, thấy hai đứa cùng mạng nữa, hai đứa đều mạng hỏa hết, mà còn hiền nữa, hai đứa mà thương nhau á thì sẽ ít khi mà có qua lời qua tiếng lại thì thấy cũng rất là hợp. Rồi, cảm ơn em gái. Con đi với ai? Dạ, con đi với mẹ chú. À, có mẹ luôn hả? Dạ. Thấy chắc ai này cũng được. Mà con trai con phải mạnh mẽ lên chút, để bảo vệ bạn gái và gia đình sau này nữa. Bé Ngân nó hiền lắm, nhút nhát nữa. Con mạnh mẽ không? Nói cho bác nghe đi. Dạ, do là cái tánh là nhát đám đông, nhát người lạ từ trước rồi. Nói với bác kìa. Nên cứ gặp người lạ là cứ nhát không dám nói. Nhưng mà người mà tiếp xúc gần rồi, kiểu bạn bè đã biết nhau ai gì đó, ai người thân đó, thì nói chuyện nhiều hơn. Sau này con định cư và lập nghiệp ở đâu? Dạ, Biên Hòa luôn. Nếu như sau này hai đứa con có duyên, con có thể về Long An sinh sống được không? Dạ, cái đó để từ từ con suy nghĩ lại. Đúng rồi, bây giờ thật ra đâu có tiền là được rồi, đâu công việc ổn định mà nó phát triển là được à cô ơi. Không có quan trọng là mình ở đâu đâu, thật ra tính là Long An, Biên Hòa nó không có xa đâu. Rồi, chuyện nó tính sau đi. Rồi, bây giờ thì cho hai bạn gặp nhau thôi nào. Mở rào. Tấn công liền. Dạ. Dạ, em cũng muốn bạn tặng anh này cuốn sách em tặng anh. Anh cảm ơn. Hai bạn nói cảm nhận về nhau đi. Anh thấy em sao? Thấy em xinh quá, nó xinh quá. Còn bên kia thấy bên đây thì sao? Em thấy anh cũng hiền, cũng dễ thương. Anh có thích nuôi thú cưng? Dạ có. Tại nhà có nuôi thú cưng, sợ bạn nữ lại không thích thú cưng. Em thú cưng lắm anh, nhà em cũng có nữa. Mà hồi nãy em nói là em giờ em sống ở, đang làm việc ở đâu? Em làm việc ở Long An. Long An luôn. Long An thì 90 đến 100 cây số thì đi cũng không có xa. Tại thích đi phượt, thích đi bằng xe máy á, nên có 100 cây thì coi như từ ở Biên Hòa xuống Vũng Tàu thôi, nên không xa. Kiểu như là muốn gặp nhau thì cuối tuần thì chắc là thời gian rảnh thì đi được. Cuối tuần này em có đi được. Cái này để em coi lại anh, tại vì công việc em có khi chủ nhật cũng phải làm nữa. Thì anh cũng là chủ nhật cũng làm. Dạ, tại vì tăng ca đó anh. Giờ cho xin hát lại. Được, nãy giờ chị sợ em run quá em không hát được. Chứ chị rất là muốn em hát. Thích hát, chỉ là hát không hay thôi. Chơi luôn em. Tiến tới nắm tay em gái rồi, luôn. Hát chậm nghe tay luôn. Anh tặng bài hát là Muốn Em Là của Kayo. Chẳng còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng buồn bà ngồi kia. Chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, trèo xuồng ba lá, ngồi trà đá, ngồi hồ cá, mình cùng cá được nhìn. Em luôn cười vui là đợi anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh sau này. Muốn em là má của con anh sau này. Muốn em là con của tím anh lâu dài. Nhật bái thiên địa, nhảy bái cao đường, phụ thề giao bái. Đêm nay ta say ta bái tăng ngài. Ồ, có câu muốn em là má là sao vậy? Muốn em là má của con anh sau này. Sao mà không nhấn luôn mỗi câu muốn em là má? Sao tự nhiên muốn em là má? Trời ơi, làm tôi giật mình luôn vậy đó. Bao lâu thì chúng ta mới có thể kết hôn được? Bao lâu thì nhà trai mới bước qua được? Quen nhau thì giờ em chỉ là bạn nữ, chỉ cần mở miệng, coi mở lời là nói là cưới thôi thì em sẽ cưới. Chứ trước em có quen á, cũng muốn cưới mà toàn tao không muốn. Ủa, tôi có mặn tội nghiệp lắm luôn á. Bạn trai nói vậy hợp lý không? Chịu không? Có cùng với cái suy nghĩ của em không? Dạ không chị. Thật ra thì cặp này quá là dễ thương, quá là hiền luôn. Đặc biệt là cô gái. Trong cuộc sống thì chú nghĩ rằng bạn trai đủ để có thể che chở cho con á. Dạ. Hai người đều có mẹ đây hết trơn á. Tụi con nếu mà con thấy thích nhau thì tụi con đừng có ngại ngùng bấm cái nút đó. Còn nếu mà mình cảm giác mình không có thích, mình không cần phải bấm nút nha. 1 2 3
hết thời gian. Bấm hay không là quyền các bạn. Con bé nó không bấm. Bấm rồi hả? À, giờ phút cuối nó đã bấm. Chậm quá vậy con. Con có suy nghĩ nha, con bấm chậm vậy. Dạ, con đang phân vân. Con đang phân vân cái gì? À, không biết bạn có thương con thật sự hay không. Có thương con thật sự hay không đúng không? À. Rồi bạn trai sẽ chứng minh cho con biết là có thương thật sự hay không. Nhưng bạn trai có cảm tình với con rồi mới bấm. Đúng không trai? Bấm sớm. Bấm sớm lắm. Vừa nói xong là bấm luôn á. Có thương nó thật sự cũng lo kìa. Dạ có. Có thấy chưa? Bây giờ nào, có mẹ bạn gái thì nói vài câu cho mẹ yên tâm đi. Con thì nếu mà có tiến tới hôn nhân á thì chắc chắn con sẽ cố gắng làm việc để lo cho bạn. Thì coi như là nếu mà hai vợ chồng thì cùng làm á thì cùng xây dựng tổ ấm. Đó, được rồi ha. Nắm tay nhau đi nào. Chính thức là hẹn hò nhau rồi đó. Bây giờ hôn lên má cô gái cái nè. Hôn lên trán. Trên má chứ ai. Con chán hôn con á. Thôi đi. Đó. Chúc các bạn hạnh phúc. Mời nhà trai. Thôi chút xíu té rồi. Sao vậy em trai? Lên đi. Bình tĩnh. Rồi. Một chút bối rối đã làm bạn ấy vấp nhẹ. Bây giờ thì xin được phép mời nhà gái. Ôi chào cô gái. Mời anh trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe luôn nha. Chào cô, chúc cô Linh ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữ và chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Mình tên là Tự. Hiện tại là đang làm việc tại Bình Dương và quê ở Thanh Hóa, làm công việc báo chí. Tên gì? Tên là Tự. Cái gì? Thiếu Lâm Tự ấy. À, nhưng mà tên họ là gì? Họ Nguyễn Ngọc Tự ạ. À, tưởng đâu tên Thiếu Lâm Tự luôn chứ. Nguyễn Ngọc Tự nay sinh năm mấy Tự? Sinh năm 1990, năm nay là 32 tuổi. 32 tuổi. Vâng. Rồi mời nhà gái. Rồi mời nhà gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan và chào MC Huyền Linh. Xin chào. Em tên là Võ Thị Tết Ti. Em sinh năm 90. Năm nay 32 tuổi. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm thu ngân ở quán karaoke. Rồi bạn Betty, cái tên dễ thương quá ha. Bạn Betty sinh năm 90. Rồi Tự ơi. Dạ. Tự có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm là chăm chỉ. Chăm chỉ. Chăm chỉ thật thà rồi không hút thuốc lá, cũng không uống rượu bia, không. Còn khuyết điểm thì khá là nhút nhát và đi xe thì cũng say xe nữa. Thôi rồi. Đàn ông mà nhút nhát say xe nữa. Bạn gái đi trời. Vậy sao đi bảo trì cho người ta, rủ người ta đi xe đò rồi nhút nhát đi kia, sao tới chỗ nào đó bảo trì rồi sao? Bảo trì thì công việc của cháu hiện tại là đang làm ở công ty may nên cũng không có đi lại nhiều, làm tại không đi lại hả? Vâng, làm tại công ty. Có khi nào mình tự ti không? Không có tự ti, mà trong đối với những gặp những bạn nữ ấy, thường thường là kiểu không, mình không biết phải nói gì ấy. Là nhát á. Vâng, đúng là nhát. Còn như trong công việc thì cũng khá là quyết đoán. Quyết đoán. Vâng. Mình vào Bình Dương bao lâu rồi Tự? Vào cũng được 8-9 năm này rồi. 8-9 năm rồi. Vâng. Bây giờ mình ở với mẹ mình, mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ năm nay là 52 tuổi rồi. Mẹ có làm công việc gì không? Mẹ cũng đang làm công ty. À, vậy hai mẹ con làm công ty hết. Vâng. À, rồi bao nhiêu lâu mình về quê một lần Tự? Khoảng 2-3 năm gì đấy. 2-3 năm. Vâng. Mình có định lập nghiệp ở trong đây luôn không? Có. Trong có lập nghiệp trong ngày luôn. Ở trong đây luôn đúng không? Vâng. Mời nhà gái. Dạ. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em á là mạnh mẽ, không thích người đàn ông mà bấm với mẹ, hay là mình phải biết đón, biết bảo vệ người mình thương. Em thì biết đón là cũng như công việc gì em đã biết là mình phải làm cho nó thành công, xong rồi em mới cảm thấy là mình mới nghĩ là cái chuyện khác mình làm. Nó là người rất là mạnh mẽ và độc. Dạ. Độc lập. Dạ. Mỗi sao nhà gái nói gì mà gì? Tôi nghe không rõ gì rồi. Nhà gái nói gì bám váy mẹ là gì? Không thích đàn ông bám váy mẹ, không thích đàn ông yếu đuối, bởi vì bạn này rất là mạnh mẽ và độc lập. Ủa đàn ông chứ người ta bám váy mẹ kệ người ta, mẹ tôi thương yêu người ta theo mẹ, cho gì cho cũng đỡ làm chứ. Không được, như vậy là không có bảo vệ được người mình thương. Ủa
hai chuyện nó khác nhau mà. Dạ. Bám với mẹ với bảo vệ mình thương nó khác sao không, nhau tại mà. Vì nhiều khi như vậy rồi cái mẹ nói gì thì nghe hết rồi, cái người mình thương nói giống như là nói cái điều đó giống như ngó lơ rồi, không làm sao hai người có được chung tiếng nói. À thì ra là như vậy ha. Dạ. Sao tự tự có gọi là ở chung với mẹ nè, mẹ chắc chắn mẹ nói gì phải nghe rồi đó. Không, nhưng mà mẹ đúng rồi. Mẹ nói gì thì cũng phải nghe, nhưng mẹ nói những theo đúng thì nghe, mà sai thì cần giải thích cho mẹ nói nhưng mẹ hiểu được như thế này là sai, thế này kia. Theo bạn nữ nói như vậy ở mẹ, do mình ở với mẹ cho thôi, nhưng cũng không phải là việc gì cũng phải nghe theo mẹ. Cái gì mình có thể quyết định được là mình tự mình quyết định, chứ không phải là mẹ theo mẹ là mình bám theo mẹ. Mình vẫn trong kinh tế mình vẫn độc lập. Thật ra là mẹ nói gì cũng phải nghe. Vâng. Nhưng mà những cái vấn đề mà về làm ăn quyết đoán thì mình cũng phải quyết đoán, xin ý kiến mẹ thôi, đúng không? Chứ nhiều khi mẹ nói không nghe thì cũng đúng ha. Vâng. Mẹ là người sinh ra mình, mẹ là người kinh nghiệm nhiều hơn mình. Thật ra mẹ nói cũng cần phải tham khảo rồi bàn luận với mẹ, chứ không phải là không nghe, hiểu không? Chỉ có điều là người yêu mình thì mình hỏi ý kiến mẹ thôi, nhưng nếu mình yêu thì chắc chắn mẹ sẽ cho thôi. Ý bạn gái nói là trong tình yêu mà hỏi ý kiến mẹ, mẹ không cho, không lấy luôn là không được. Đúng không em gái? Dạ. Đó. Hoặc là khó nhất là cái người đàn ông phải đứng ở chính giữa đó. Một bên là mẹ, một bên là người mình yêu, mà người nào cũng tranh phần đúng về mình hết thì cái người đàn ông đó cũng rất là khó xử. Thật ra người đàn ông trong giai đoạn đó, trong lúc đó phải thật là khôn khéo, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Chứ cũng đứng về bên này cũng không được, đứng bên kia cũng được, khó lắm. Thấy không? Dạ. Tùy theo thôi. À, em trai, đường tình duyên mình sao? Có hai mối tình, một mối tình mà để lại cho em một ấn tượng khá là ấn tượng, là mối tình quen nhau 6 tháng mà cũng đi chơi này, đi xem phim, uống nước rồi đi làm cùng, mà cũng đi du lịch rồi mà chưa một lần nắm tay. Đi du lịch mấy ngày? Đi du lịch 2 ngày ạ. Ở đâu? Ở bên Cần Giờ ấy. Trời ơi. Có tôi, ở chung không? Tôi phải nhào đi, quá. Đi cùng với một anh bạn nữa. Cùng với em bạn một cặp nữa mà. Chào em. Bạn nó kỳ như thế. Nghe cái vụ án mà đi du lịch 2 ngày cùng nhau mà không có nắm tay là chị thấy không. Chị rất là tò mò để chị phải qua nè. Sao? Đang nói vụ có anh bạn đi chung nữa hả? Vâng, có anh bạn đi chung mà. Rồi cặp đó là cặp khác nữa. Rồi cổ không nắm tay mình, cổ nắm tay anh bạn là mệt không. Lắm đó. Không, đó là chắc là thời đến lúc đó là kiểu em là nhát đấy, kiểu không biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào. Tức là hai cặp đi chơi cùng nhau. Đúng rồi. Hai cặp đi chơi cùng nhau. Đúng rồi. Rồi cặp bên kia có nắm tay không? Cặp bên kia là hai phòng khác nhau mà. Ừ. Cũng không luôn á. Của hai phòng là hai cặp ở hai phòng khác hai nhau. Hai bạn nữ một phòng mà hai bạn nam một phòng. Tiếc không thể tiếc. Mà thế kể với mấy anh cùng làm, anh bảo là người ta nghĩ mày là không thích có người ta đó. Không phải đâu, nghĩ mày là không có. Thôi khó nói quá. Không có bao giờ là không. Ta nghĩ này là thế giới thứ ba nữa đó. Đúng không? Đúng không em? Dạ, chắc nghĩ là vậy á. Nghĩ vậy mà em có vậy không? Không ạ. Em chắc chắn là chắc chắn là đàn ông không? 100% là đàn ông á. Vậy sao lúc đó không nắm tay người ta? Nghĩ bây giờ mới tiếc này. Mới có 6 tháng cũng chưa có gì và sau một mối tình đó thôi đó hả? Một mối tình sau là 3 tháng thì cũng không có nhiều ấn tượng lắm, thì cũng mới tìm hiểu vậy thôi, có mới đi uống nước này kia. Rồi có rút kinh nghiệm mối tình đầu nắm tay, mối tình hai không? Nhiều hơn đi uống nước là nắm tay được. Có gì nữa? Có vậy thôi ạ. Chưa có hung luôn? Chưa hung người ta luôn? Chưa. Trời đất ơi, bờ môi này còn trinh nguyên. Hai mối tình mới có 9 tháng. Nói chung là cũng chưa trải nghiệm về tình yêu nhiều ha. Cũng còn trong trắng mới có nắm tay thôi đó. Nhà gái tôi hỏi coi sao nha. Rồi. Hết hồn liền rồi. Chào em gái. Chào. Mình trải qua đường tình duyên sao nè, kể cho nhà trai nghe chút xíu coi. Dạ, em là mẹ đơn thân. Hả? Em là mẹ đơn thân. Dạ. Em trải qua mấy mối tình? Dạ, hai mối tình. Rồi mối tình thứ hai là cưới luôn? Dạ không, mối tình đầu tiên là cưới, mối tình thứ hai chỉ là quen. À, tức là có gia đình rồi. Dạ. Và chia tay mới quen mối tình thứ hai. Dạ. Mối tình đầu là
cưới luôn rồi có cháu chưa? Dạ có. Lớn chưa? Dạ được 9 tuổi. Trai hay gái? Dạ gái. Gái hả? Dạ. Rồi mình ở nhau mấy năm mà mình chia tay? Dạ ở nhau được 3 năm. Ừ. Rồi sao chia tay? Tại vì người chồng bạo lực á. À. Dạ. Tội nghiệp cho phụ nữ ha. Chẳng may bị bạo lực gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung là chuyện gì đâu đâu ở đâu cũng đem về chút lên đầu vợ mình đó. Nên em chịu không nổi chia tay. Rồi. Cuộc đời cũng phong ba bão tố quá hả? Rồi mối tình thứ hai bị gì mà chia tay? Dạ mối tình thứ hai á là em đi làm cũng như là làm đều ca đêm á. Không có thời gian cho người ta nên người ta chia tay quen người khác. Hỏi bên kia coi làm sao. Em ơi, dạ. Bên đây bên em còn trong trắng quá, chưa có nụ hôn đầu đời nữa. Bên đây người ta, lỡ hiện tại là đang có một đứa con nữa đó. Có em bé gái 9 tuổi đó. Dạ. Anh thấy sao? Em nghĩ đã một lần rồi, em nghĩ là không quan trọng, quan trọng là mình sống với hiện tại. Vâng. Và nếu có con gái em cũng khá thích là có trẻ con. Khá thích đúng không? Vâng. Vậy được, thì ha. Tốt quá. À. Em trai này đây hiền lành lắm. Dạ. Nhút nhát nữa. Anh nghĩ rằng nếu như mà hiểu nhau mà yêu nhau thì bạn này sẽ không có xảy ra cái chuyện bạo lực gia đình đâu. Nhiều khi em đánh người ta chứ người ta không đánh em đó. Dạ đó giờ em hiền khô không đánh ai á. Phải không? Dạ. Vậy đừng đánh anh này nha. Dạ không đánh đâu, nếu mà cảm thấy không hợp thì mình chia tay. Nhiều khi bây giờ tức quá rồi, hồi xưa bị đánh tức quá rồi nên giờ phải thay đổi. Dạ không, đó giờ vẫn hiền như vậy. Nó chơi chứ là làm sao có thể đánh người ta được đúng không? Ta dễ thương mà. Rồi. Dạ, bây giờ mình mong muốn có một người tình lý tưởng như thế nào nè? Dạ nói chung là em cũng không có đòi hỏi gì tới người bạn trai nhiều. Chỉ là biết quan tâm đến người bạn gái, lo lắng, biết giả tỉ dạ lúc nào mà mình cảm thấy mình quan tâm được người ta thì mình quan tâm. Còn mình bận rộn hay gì đó thì mình phải thông cảm với người đó. Nhiều khi điện thoại hay là nhắn tin thì không trả lời, cái nói tại sao điện thoại cho em không được, nhắn tin cho em không được, cái lại cái giống như là cãi nhau rồi có khúc mắc nữa. Ghen á đúng không? Dạ đúng rồi, em không thích là như vậy. Em bây giờ em ở đâu? Dạ ở Bình Tân. Bình Tân. Dạ. Ở với ai? Dạ một mình. Một mình. Dạ. Con gái? Dạ gửi về ngoại. Bà ngoại ở đâu? Dạ ở An Giang. An Giang. Dạ. Là mình ở đây mình ở nhà trọ đúng không? Dạ. Bao lâu mình về thăm con một lần? Dạ 4 tháng. 4 tháng về một lần. Dạ. Cái công việc của em có thời gian chiếm nhiều thời gian không? Dạ chiếm nhiều lắm. Thì 1 giờ trưa làm tới 5 giờ sáng. Em làm gì? Dạ em thu ngân bên karaoke á. À thu ngân đó hả? Dạ. À đúng rồi. Cái ngành nghề đó là phải thức đêm để thu tiền đúng không? Dạ. Ủa ta hát gì tới 5 sáng như trời? Dạ tại nhiều mình nhiều khi phục vụ giờ hết mình phải đứng ở lại mình phải lấy tiền chật, đúng không? Lấy tiền chật lại cho phục vụ thế lại. Trời ơi, từ mấy giờ chiều trưa? Dạ 1 giờ trưa đến 5 sáng. 1 giờ trưa ngồi đến 5 giờ sáng luôn. Đấy. Cũng vất vả đó ha. Em gái cho chị hỏi là ví dụ như bây giờ em đến với một người đàn ông nữa, coi như người đó sẽ là một cái người chồng tương lai của mình á, thì em có cái nhu cầu là mình đem con mình lên ở cùng mình không? Dạ chưa suy nghĩ tới, tại vì ba với mẹ không cho đem đi, vậy thì ba với mẹ nói là ở còn nhỏ tới lớn rồi bây giờ mà đi thì ba mẹ nhớ buồn lắm nên không dám. Thôi bây mỗi giờ, người thì sẽ có một cái nó có khó có nè. Sự lựa chọn nó có khó nè là bạn này thì làm ăn ngày, em thì làm ăn đêm, rồi gặp nhau sao? Thì buổi sáng nếu mà gặp nhau thì buổi sáng đi ăn uống cà phê thì tới chưa chưa về. Sao không nổi, em làm tới 5 giờ. Dạ cái giờ giấc đó em thức của quen rồi. Tại vì sáng em phải đi dọn dẹp nhà cho người ta nữa. À đi dọn dẹp, làm thêm một job nữa đó hả? Dạ. Rồi thấy tội nghiệp không? Thí dụ như có một cái sự thay đổi nào đó, làm công việc nào đó em có thể thay đổi được không? Dạ không. Tại vì công việc đó em làm lâu lắm rồi, lương của em rất là ổn định. Rất cũng ổn hợp định. Lý. Dạ. Cũng hợp còn lý. Em trai, ví dụ bây giờ có một công việc nào đó, ví dụ giờ bà xã xin được vô quán karaoke đi, em có thể làm cái công việc gì đó, bảo trì gì ở trong karaoke đó, làm chung với giờ bà xã có thể thay đổi được không? Công việc thì nó không quan trọng lắm, quan trọng là tình cảm của hai người dành cho nhau như thế nào rồi. Được đó, suy nghĩ vậy là tốt. Quan trọng mà chúng ta yêu thương nhau, ta có thể thay đổi tất cả mọi thứ đúng không?
Thôi bây giờ em chia sẻ cho chị Ngọc Lan biết là cái mong muốn em có một người bạn gái như thế nào nè. Mong muốn của em là có một bạn gái thì cũng dễ nhìn một chút mà biết kính trên nhường dưới. Hiền lành. Hiền lành. Ừ. Nói nhiều. Nói nhiều hơn em một chút. À, nhiều hơn. Nhưng đừng có nói nhiều quá là được. Rồi để hỏi hai người gặp cô có nói nhiều không nha? Ừ. Dạ. Ừ, em thấy rồi. Cô này cũng dễ thương đó, dễ nhìn, rất là dễ nhìn luôn, xinh xắn, năng động. Hôm nay đến với chương trình rồi em cũng xin gửi đến chương trình tới một bài do em chế ra, bài thơ ấy. Chúc em gặp em đọc cho cô nghe. Đúng rồi, chúc mình mở nha. Rào, mình nhìn nhìn cô gái cô đó nghe. Mình đọc cho cô nha. Nghe. Bây giờ cho chị Lan hỏi nè, em đi với ai? Em đi với mẹ, với cô, với em. Có cả mẹ luôn. Có mẹ ở đây nữa, có cô nữa, có cả nhà luôn. Xin chào nhà trai ạ. Dạ chị. Dạ chị. Cầm micro. Chị cứ cầm micro nói chuyện. Dạ. Xin chào hai MC xinh đẹp và dễ thương, anh Quỳnh Linh và Ngọc Lan ạ. Dạ. Lời đầu tiên tôi cũng xin rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai cháu có buổi gặp mặt hôm nay. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang xem màn ảnh nhỏ ạ. Tôi là mẹ của cháu Tự ạ. Về Tự thì cũng là người hiền lành và thật thà, siêng năng chăm chỉ. Về cháu gái bên này thì cũng thấy xinh đẹp, dễ thương và cũng thấy cũng hiền lành. Rồi đến với chương trình hôm nay thì cũng mong là hai con tạo cho nhau cơ hội để tiến xa hơn. Rất cảm ơn chương trình ạ. Nhà trai có ngại gì khi nhà gái có một cháu rồi không? Dạ không ạ. Đối với tôi thì có thêm người là cũng thêm niềm vui và tiếng cười ạ. Dạ. À. Dạ. Cảm ơn nhà trai rất nhiều. Nhà trai cũng hiền lành ha. Đó, rất là hiền luôn. Em gái đi với ai? Dạ em đi một mình. Một mình. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan lo. Thôi thì bây giờ cho hai bạn gặp nhau thôi. Rồi. Mở rào. Mở rào đi. Bắt đầu đi Tự. Hôm nay mình đến với chương trình gửi tặng em chậu hoa này. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều. Đây cũng là loại hoa em rất thích. Em cũng có món quà. Hôm nay em đến với chương trình cũng có món quà nho nhỏ để tặng cho anh. Đây cũng nghĩ là món quà này để cho anh nhớ suốt đời. Dạ vô thơm. Món quà mình nhớ suốt đời là đặc biệt lắm đó. Dạ có nghĩa là đi lúc nào cũng để trong người mình xịt lên là thơm, là nghĩa nào lúc nào mình cũng nhớ tới người mình thương hết. Cảm ơn. Đọc thơ Tử. Hôm nay đến với hẹn hò, mong ông bà mối đưa tôi qua đò. Sông sâu, sông rộng, sông xanh, lòng anh vẫn đứng mong manh đợi chờ. Bây giờ giây phút thiêng liêng, sao em không bấm còn chờ đò ai. À dễ thương quá. Dễ thương quá. Như một lời tỏ tình. Đó là tự sáng tác chứ không phải tự chế nha. À, nghe chữ chế nó sao sao. Tự sáng tác. Rồi hai bạn về ghế ngồi đi nào. Đó, hai người trò chuyện đi. Em biết vì sao mà anh không tặng một bó hoa mà là tặng một chậu hoa không? Em nghĩ là em sẽ cứ nghĩ là mỗi lần đi ra em tưới hoa, tưới nước cho nó, em sẽ nhớ tới anh mỗi ngày. Bởi vì một bó hoa thì nó có thể tàn, còn chậu hoa thì nó không bao giờ tàn được. Và tình cảm của anh cũng vậy. Nói chung hoa tàn nhưng mà trong lòng, trong tim không bao giờ tàn, trong tim vẫn còn tình cảm của người đó không bao giờ tàn. Cảm ơn em. Tự thấy Ti sao? Cũng rất là dễ thương ạ. Em cảm ơn anh. Rồi Ti thấy Tự sao? Dạ em thấy anh cũng hiền, dễ thương, dễ mến. Nhưng mà tiếp xúc thời gian thì sẽ hiểu. Nói về hẹn hò đi. Tự hỏi Ti là thời gian Ti như vậy đó thì sắp xếp hẹn hò như thế nào, hai bạn tính với nhau đi. Nếu anh quen em, anh có thông cảm được thời gian của em đi làm, có hiểu được cho em không? Thời gian thì mình có thể sắp xếp được. Dạ tại vì thời gian của em á
Em làm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng. Thì em vừa em nghỉ thì em phải đi làm phụ việc nhà cho người ta mấy tiếng. Em chỉ sợ là anh suy nghĩ là quen em không có thời gian dành cho nhau rồi lại đổ vỡ, em rất sợ điều đó. Bởi vì anh còn chủ nhật thì không đi làm ấy, mình có thể là hẹn vào sáng chủ nhật cũng được. Anh làm công ty hả? Đúng rồi. Dạ anh làm công ty thì anh được nghỉ, nhưng mà em làm cái đó là em không có được nghỉ. Nhưng em được nghỉ buổi sáng mà. Dạ. Buổi sáng thì anh cũng rảnh đấy. Dạ rảnh chứ. Công việc của bạn này á, tối thứ bảy, tối thứ sáu, tối thứ bảy thì bạn này lại làm việc rất là nhiều. Bởi vì karaoke thì thường mọi người sẽ đi vào cuối tuần rất là nhiều và sẽ làm hầu như là thâu đêm suốt sáng. Nên là nói thiệt là chị Lan cũng đang rất là lo lắng về cái việc hẹn hò của các bạn. Các cô này là chỉ được nghỉ buổi sáng thôi, mà buổi sáng là cô phải ngủ. Khổ vậy đó, nên hai bạn phải tính thật là kỹ trong cái vấn đề này. Nhưng mà không sao, yêu nhau thì như thế nào chúng ta cũng có thể hy sinh và chấp nhận nhau. Có gì đâu, về khó. Thì đi làm về 5 giờ chiều sáng nấu nướng đem bánh đem gì đó tới đó chỗ cũng... tiệm karaoke ngồi ăn. Nói cái này là em nấu ăn ngon lắm. Rồi anh rất thích những người mà nấu ăn ngon đấy. Nè, ví dụ như chiều em đi làm về em có thể sang nhà của cổ để em nấu nướng, em dọn dẹp giùm cho cổ xong đem lên chỗ làm cho cổ. Nhìn người yêu một chút xíu rồi mình đi về cũng được. Đâu cần về, ngồi đó phụ thu tiền cũng được. Tiền mà phụ gì giờ tiền. Đâu phải lúc nào ta cũng thu tiền đâu, thu tiền xong cũng ngồi rảnh đó. Rồi hai người tâm sự ở đó. Biết đâu vô làm việc ở đó luôn sao, chủ cũng thương cũng nhận luôn vô sao. Dạ nếu mà anh được vậy càng tốt. Thấy chưa? Có sẵn sàng làm được việc đó không? Vâng em làm được. Cổ cũng ngồi từ 1 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng cũng đâu đi đâu đâu, cũng ngồi chỗ thôi mà. Đúng không? Nhưng mà tiêu chí của em là không thích người ghen. Có nghĩa là phải biết luôn luôn thấu hiểu, tại vì cái em làm cái đó thì tất nhiên em phải nói chuyện rất là nhiều người, nên em sợ anh không hiểu anh lại ghen. Quan trọng là ghen ở mức độ nào, nhưng mình quan trọng là giữa hai người có mình có thật sự là hiểu nhau hay không á. Dạ. Em cứ tới đó chơi ngày nào cũng cứ đi làm về tới chỗ karaoke đó, lúc nào cũng khách hát hay hai đứa vô hát. Thời gian được mà, đúng không Tự? Vâng. Có thời gian nào rảnh thì em có thể sắp xếp được. Dạ. Rồi hỏi tương lai coi. Khi nào mà em cho anh bước tới nếu mình tìm hiểu được với nhau được nè, hỏi đi Tự. Thời gian thì mình có thể tùy giữa hai người ấy. Hai người cảm thấy thật sự cần nhau thì thời gian là không quan trọng. Cái này anh cho em nói nha, là nếu mà thời gian mà đến với nhau, đến với chuyện hôn nhân, mình tìm hiểu nhau, nếu mà hiểu nhau, thông cảm cho nhau thì có thể cho em 2 năm. Tại vì em phải lo cho gia đình của em, lo cho cha cho mẹ, tại vì mẹ em già yếu rồi nên phải lo, em báo hiếu xong rồi em mới làm. Tại vì em đó lúc nào em cũng nghĩ là lập gia đình thì sẽ cũng lập gia đình, nhưng mà con cái cha mẹ em phải lo trước. Anh hiểu, có thể thông cảm được. Dạ. Nếu mà anh thông cảm được thì mình tiến tới, còn không thì mình rút lui thôi. Tuy thời gian thì không quan trọng lắm với anh, nhưng quan trọng là hai người cần nhau hay không á. Dạ, nếu mà mình cần thì thời gian là không phải là vấn đề. Dạ. Mỗi bên trao đổi về quan điểm hôn nhân gia đình với nhau đi. Theo em, trong tình yêu như thế nào là một tình yêu để được hạnh phúc? Đàn ông không bạo lực, phải biết thấu hiểu người mình thương, không sống nội tâm. Có cái gì mình phải nói với nhau để mình hiểu nhau hơn. Như em không thích anh cái đó thì em sẽ nói liền. Còn anh không thích em, anh sẽ nói. Tại vì nếu mà mình sống nội tâm, mình không nói thì bên đối phương sẽ không biết là mình đang làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình đang giận hờn, ghét cái gì. Đúng vậy, theo anh cũng vậy. Đó là sự chia sẻ đấy. Dạ. Chia sẻ và chân thành, thấu hiểu. Nhưng đó. Em thì muốn người đàn ông, luôn cả em và cả người đàn ông, thì phải là tôn trọng hai bên, cha mẹ, anh em, mình đều tôn trọng.
Rồi tương lai hai bạn tính là kết hôn xong, nếu mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ sống ở đâu? Hai bạn tính hết những cái vấn đề đó đi. Em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Cái này thì có thể là thương lượng giữa hai người ấy. Thì em thì hiện tại thì bây giờ cũng đã mua nhà ở Bình Dương rồi. Thì cái đó thì sau này là tính tiếp. Bình Dương, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xa đâu các bạn. Vâng. Ở đâu cũng được. Bình Dương làm ở huyện nào? Em ở bên Thuận An đấy. Thuận An, ôi Thuận An sát bên luôn dạ, mà. Dạ Thuận An là giáp Thuận An quận Giáp. Thuận An là anh em ở bên đó nhiều lắm. Giáp với quận 12 á. Vậy là gần lắm. Gần lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Cũng không có gì khó. Em trai hiện nay ở với mẹ thôi đúng không? Vâng. Đó. Vấn đề là các bạn có cảm xúc, các bạn có yêu nhau, các bạn có hiểu nhau, có tin nhau hay không thôi. Dạ. Nào, đứng lên đây. Ba mươi giây các bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm nhận về nhau trong lúc này, để xem gương mặt đó có hợp với mình hay không, để xem ánh mắt đó có làm mình nhớ, mình thương, có làm mình mong, mình đợi hay không. Thử xem ánh mắt đó nó có nằm vào suy nghĩ của mình hay không. Hát tặng mỗi người một câu đi. Cứ đứng như thế, hát cho nhau nghe anh đi. Hát đây là chương trình thì em cũng xin gửi tặng tới em rồi tất cả quý vị tham giả rồi chú Quỳnh Linh rồi chị Ngọc Lam một đoạn của bài hát. Quan trọng là nhìn bạn ấy hát. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng ăn thương quá, tiếng ngọc ngào nào đúng đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng đổ hẹn hò nhau tình quê hai lối. Mùi mà non hương tóc em có cơn gió chiều, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Đúng Nguyên, Nguyên, Nguyên nắm tay Nguyên. Rồi nhà gái chúng ta đáp lại nhà trai một bài hát nào. Mình làm trong cái môi trường hát hò suốt ngày đó. Dạ nhưng mà em nghe. Tự tin lên nè. Không sao, có anh đây rồi. Trời ơi nghe không, tự tin lên em, không sao có anh đây rồi. Em đọc thơ được không ạ? À đọc thơ cũng được. Nếu một mai anh là bác sĩ, em sẽ là người bệnh đầu tiên. Bệnh của em không chữa bằng khoa học, bệnh của em chữa bằng nhịp đập con tim. Tự nè, tự nhìn thẳng vào đáy mắt của Ti. Tự nói gì đi, nói hết những cái gì mình suy nghĩ về bạn ấy đi tự. Có thể anh có thể không mang cho em những sắp tới ấy. Có thể anh không mang cho em những giàu sang vinh hoa phú quý, nhưng anh tin đến với anh sẽ là một bến đỗ hạnh phúc và an toàn và bình an. Đối với em giàu sang nghèo giàu không quan trọng, quan trọng là mình phải biết nắm giữ tình yêu đó, biết gìn giữ, biết tôn trọng, không lăng nhăng, không bay bớm, phải đối xử tốt với người mình thương. Đã không lăng nhăng thì chắc là anh có. Không lăng nhăng á, không lăng nhăng là ý là không lăng nhăng, đúng là không có nhăng. Đúng rồi. Người ta nói đúng rồi. Nói nó bậy nữa. Đang nói rất là hay luôn đó. Vẫn có nữa. Được rồi đó. Rồi, hai đứa hai bạn về chỗ nè. Tất cả những gì nãy giờ các bạn nói ai cũng nghe hết rồi. Tất cả những gì nãy giờ các bạn trao đổi các bạn cũng đã cảm nhận rồi. Không biết đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Để tay vào nút bấm đi các bạn. Không có gì là không thể. Chỉ có điều là chúng ta chưa yêu nhau hay là chúng ta đã yêu nhau thôi. Quan trọng nhất là trái tim các bạn có rung động với đối tượng trước mặt các bạn hay không thôi. Nếu rung động, chúng ta bấm nút. Nếu không, không cần bấm. Nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. Mà khi đã bấm,
chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm ra nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Ồ. Em gái không bấm. Dạ có bấm. Có bấm. Em có bấm không? Dạ có. À cô à. Gái bấm nhẹ quá. Bấm nhẹ quá. Giật mình. Rồi. Hết hồn không? Nãy thấy cô gái cái đèn vẫn còn xanh, em có hết hồn không? Cảm thấy hơi hụt hẫng. Có bấm mà bấm nhẹ quá. Nào nắm tay nhau đi. Trời nắm rồi. Nắm về nè. Đó. Có mẹ nè. Nói với mẹ gì đi. Mẹ ơi, con cho phép tụi con kết hôn, ý là làm quen nhau, hiểu nhau gì đó. Con hứa với mẹ gì, nói với mẹ đi. Con cũng đã là lớn rồi, vì mẹ cũng đã hối con lấy vợ lâu rồi, thì bây giờ thì con sẽ cố gắng thực hiện lời hứa, cũng như mình cũng đã mong muốn của con thì cũng sẽ có một tình yêu, rồi sau này trở thành có một mái ấm gia đình nhỏ. Con sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất cho bạn. Trời ơi. Ti ơi, Ti nói gì với bác đi Ti. Bác không? Dạ gung quá. Thì con mới quen nhau, bác hỗ trợ gì đó. Con hứa gì đó. Tụi con mới quen nhau cũng hứa với bác là tụi con sẽ cố gắng nắm giữ đôi bàn tay, nhưng bác ủng hộ tụi con. Được ha bác ha. Chị cầm cái micro giùm. Dạ. Xin cảm ơn chương trình và rất cảm ơn hai MC anh Quỳnh Linh và Ngọc Lan ạ. Đối với Tự thì lẽ lên được lên chương trình rồi thì cũng rất là cũng là điều mong ước cũng đã đạt. Vậy là cũng gặp được cháu gái bên đây thì cũng hiền lành và cũng dễ thương. Thì mẹ cũng mong là hai đứa cũng tạo điều kiện cho nhau tìm hiểu để hiểu về nhau và về được về chung một nhà là điều mong muốn nhất của mẹ. Cảm ơn bác. Thôi đừng né cô ơi, đừng né. Hôm nay má chứ ai hôn ai kỳ, không lại đi. Nào, sâu sâu vô. Tôi chưa thấy luôn á nha. Tôi không hề thấy dính vô luôn á. Đừng có hung mà cũng dối nữa. Hung giữ lại, bây giờ người ta né thì mình lấy cái tay mình giữ người ta lại. Nào, không, bên đây cho cả nhà cùng thấy nè. Thật lòng ở nào. Để nguyên. Thôi được, thôi được. Trời ơi, nó nhát gì đâu. Không có ai mà nhát gì cái gì hết. Tình yêu mình phải mạnh mẽ lên chút xíu nha, Tự nha. Hai cái tên này ghép lại nó hơi tự ti chút xíu. Nhưng mà thôi, cố gắng đảo lên. Đảo ngược lại. Đã ngược, mong rằng không lẽ ti tự hả? Ti tự cũng được, dễ thương. Ti tự nghe cũng là lạ quá. Trời ti nhưng bên ngoài nó mạnh là được rồi. Mạnh không? Mạnh lên. Mạnh không? Nói lớn rồi nè, mạnh lên. Mạnh lên. Đàn ông ở nào? Từ sao? Chuột bự lắm nha mọi người.